Ok, số đây là ngọc kia. Ngày nay yên bàn to mà điên một tiết, môi chấm nói tiết để tôi nâng cả work patterns. Ai ta đẹp ngọc kia score work pattern thế, work patterns. Ta quay tới giờ work patterns. Ok, chẳng như score này giúp giải mai đến work pattern cứ giờ hào ta tùm rung này kia giảm, rồi có tùm rung này cả pra kia giảm. À lần này, khi nhóm lương vô chấm nói mùi để tôi nâng cả work pattern này. Nên chỉ chấm nói mùi khi nông chấm nào work pattern ở phần sàn đấy. Đây cùng luôn mới đi. Cứ giờ bị verbs plus gerund. Hay gerund cứ chữ verb đây những đại ing, verb time ing, rồi verb with ing đấy nghe được chưa? Gerund. Chứ cùng luôn verb cái này. Nên verbs verb này hay bắt đầu bị verb từ on đi máu. Toàn cả para verb từ on nó cứ từ mình gerund từ rồi về. Cứ từ cả para verb time ing càng rồi về. Chứ tao verb từ on nó mình rồi mà. Ok, thế ngay đi. Nhưng lượt verb mà đọc nhầm lược verb mà đọc đầm bay bằng hai chú nên là ngọc kia mới đầm bay ở nghề du lịch hay là có cho lòng không cao bằng cao tự do bạn tâm trở. Ok, verb tiếng đọc nữa đặc biệt nhầm bạn lược mà cứ miền thân common verbs with gerunds và nè thân common verbs that needs gerund chẳng kể sát kẻ bóp đại pra bị khỏi viết cứ pra bông dùng gerund đại verb bị nợ khỏi viết từ bông gerund rồi có verb tiếng đọc sẵn mạnh đại trâu ca chưa rắn nữa khả khỏi gì. Ok, ta verb tiếng ổn mình sẽ cả lại. Ok, ta lỡ dịch an hoặc ní bịa tìm mỗi cái bịa like đấy, like bịa tìm bị cứ love tì bấy hate cuốn enjoy tì phán start thì phần mối cứ begin thì phần bí keep thì phần bấy finish thì phần bốn quit nên thì đó cứ stop. Ok, à lấy những bơ ở tầng đấy dùm sẵn khai sân feel like ra mấy like. Ok, feel like những product châu chất. Ok, feel like những product châu chất dân cho chặt bây giờ cho chặt vừa với mỗi dân trong prata like doing something dân cho chặt vừa với mỗi nhé. Ok, chắc lâu dân chặt đầm sai bằng cách không bị dụng mùi lâu tiêu ra nhóm cho chặt ăn pizza ổng lệ được nhóm cho chặt ăn sẽ thử chắc nhìn trong dưới thá I like reading và thân dân cho dưới thá mà đây nhóm cho chặt chấm ăn hả trong prata my mother likes cooking bây giờ cho dưới thá bong prok nhóm cho chặt lên bác thì my brother like my brother likes playing football. Ok, chẳng là tiêu hỏi mối tiêu tha I like reading. Example I like reading. So what do you like reading? Example, I like reading a book, I like reading an article, I like reading newspapers. Can I say that? I like reading books. Right? I like reading books. Chẳng như mơ cùng rùi nè. Bật tỏa bị like máu. Chẳng nè, verb nít cứ trao pra chi tùm rộng ing. Ing. I like reading book. Chẳng bọn ai cũng cao dục. Thôi mấy thầm này bàn tiết tế. Và đây là nhóm chỗ chân một cô ý đàm chơi yên tử. I like sitting under a tree. Ở đây là cụ kế cho chân for them now. They like traveling. So just for them hat. The students like doing homework. Students like doing homework. Mình đọc trái cho nó hạt bàn vậy đó. All people like doing exercise. All people like doing exercise. Okay, chẳng thật chẳng thật. Cái verb like này. Việc thì nói về đại chỉ verb cứ trâu đã ing gọi về từ chúng ta chứ không chứa chưa rằng nhưng tôi viết I like reading book là đấy nhóm cho chặt ăn xíu ăn sâu. Ok, lớp to là verb be. Verb be cứ viết love đấy phải không? Sau này nếu có bên chặt clan chơi clan mình to like something very much you can say love. Cho nên bây giờ vậy thay nhưng cho chặt vừa với một clan giải ra viết love chúng nói viết thay I like doing something very much. Nó dư tơ chỉ phải biết lơ bài lơ tiêu ta
rabbit nó thường sai cho chất gì cả rồi cho chất clang mạnh tên nó thường sai lên thế rabbit love rabbits love eating carrot rabbits love eating carrot con rabbit loves eating carrot rabbit love eating carrots. Simple. Rabbits love eating carrots. Yeah. Rabbit love eating carrots. Mà từ sáng cho chị chạy, à từ sáng cho chị cá, cà rốt. Họ lên cho ra. Sáng cho chị play chơi. Nó thầm ấy. Monkey, because monkeys love eating fruit. Yeah. Monkey loves eating fruit. Họ lâu tiêu là nhóm cho chất ca bằng riêng nhóm cho chất ca và đi bằng sang lên cho chất khăn nè nhóm sẵn lãnh ca và đi bằng sang lên tạm đồng I love teaching very much because I like teaching very much chắc dưng bắt đầu bị like very much tới chỉ love mà tới ai thay bán I love teaching very much because I love teaching English very much rồi ai vậy là chung một nhóm đi business loves teaching very much ok love biết bay cho ra hate hate what hate mean do sometimes hate something or do sometimes hate anyone okay that lots of opposite mean we hate như phải thắng has arm man has arm we opposite that about love the word love love hate I love you I hate your mother I say well I love you I hate your mother okay hate practice off chứ nhưng off mà nó dislike nhưng mình cho vậy môi bài mình cho vậy mình không ai nhưng ta biết hate example chứ được kiếm gì mấy tháng I love nhưng thật lại nhà vậy mình kháng cho vậy kháng thì I love teaching English I love teaching English mà nếu nhưng off vậy môi mình cho vậy môi vẫn nhưng ta biết hate tự nhiên như vậy tháng I hate washing my clothes because I hate washing the dishes yeah I hate washing the dishes because I hate washing my clothes bà này cứ gì đừng bớt bà này cái nhóm rồi cái I hate washing my clothes because I hate washing the dishes ok cái gì còn thằng nhóm người ta là để nhá để like oh sorry they hate washing dishes example they hate washing dishes mà đang phụ kế mình cho chất liếng chan to để sợ đưa phụ kế sọp ca liên chan làm đó sọp mà cho chất nhắm ai mình cho chất liếng chan thì ok they hate washing dishes and what do you hate doing and next sọp away đó sọp throw away đó sometimes you hate watching TV you hate surfing on Facebook you hate sitting alone you hate talking to stranger. Okay, so what do you hate doing? Okay, biệt bản toa cứ enjoy. What does enjoy mean? Enjoy doing something, right? Enjoy doing something. Okay, ra. Kmey ni ban me phlieng pra ma. Kmey rut lieng yang sbai ak ai na khnom. Ta phlieng nang chang ni tha kmey pen chat nang ka lieng khnom ta phlieng nang. Chang ni tha ma yo. Kmey children da pen chat ke enjoy. Lieng ki playing. Oh chang no ka da phlieng ma yo. Ok, nó còn đạp lên mấy we're in the rain giống như tờ chía children enjoy playing in the rain children enjoy playing in the rain mà nè mình cho chất ở góc bên chất là bay chất nắng rất lên cầm đá liền mày chết rồi
cái lấy riêng tàu thì pha thế gì tàu thì chụp liên giờ riêng ấy tới nó về đa riêng nhà mà hai mày hỏi đọc về rom rê chẳng như khôi mà đúng mà nia kê rom rê dạng thuộc bài ai mà tên nhưng mình nhém chứ làm bấy giờ phải nào bộ chế được gặp nhiều tiền đó thuộc bài gì đấy là ca rom rom rê được gặp pin chất nâng ca rom rê mà tên chẳng gì làm bấy giờ all the guests nhiều tiền đó all the guests enjoy dancing at the party. All the guests enjoy dancing at the party. Chẳng đám, sẽ đi dancing. Dancing at the party. All the guests enjoy dancing at the party. Ok. Chẳng có flex enjoy, rồi bình chất, rồi có sắp mai chất vui mùi. Enjoy doing the children. Children enjoy playing in the rain. In the rain, bà ra cần đào. Cần đào clean. They walk in the rain, đào cắt clean mà. Walk in the rain, sit in the rain, tôi cần đào clean. Ok, việc thì Frank cứ việc thang start. What does start mean? Start, mình này hả? Chạp đào. Nói start, chạp đào. Mình chẳng phiên dòng gì ra, chạp đào vầy mùi. Nói dòng gì ra, chạp đào vầy mùi. Cứ dùng ra, việc thang start. Thôi, việc khỏi với cứ work IN, work IN chỉ là dịch chứa, chưa ra. Và tiêu ra, nhóm chạp đào bằng cát video thầm mấy được nhóm chạp ra bằng cát video nơi lờ YouTube cà phí sạp đà môn hình chân cà sạp đà môn cứ như past tense hình chân là bộ start đi dân thầu phá đô tơ chía tùm rung past tense nó chân là restart type ID restarted chân I started making video on YouTube last week I started watching video I started making video on YouTube last week. Rồi các bạn vậy tha ôn chấp đảm riên phía sa ngle ca vi ayu 5 chnam ha bạn tha. I started learning English whenever five. Đó. Rồi à chấp mà tiếp đó. Mà tha. Mệt chấp đảm phliếng. Rồi các vi chấp đảm phliếng ca mong pram mà sao mày chứ it started raining at 5 o'clock yesterday đó là chắc đang một cái dụng mùi tầm trớ hai dương có xây lên ní ở tiên là thà nói thì đó we started working. If you started working, then you bang chạp đàm vừa cá. We started working here in the tini. Yes, we got last week. Remember, we started working here last week. You bang chạp đàm vừa cá tini. Chạp đàm vừa cá rồi. Chắc xong chạm nó tiếp ha. Thế on ấy cứ chỉ vừa. Chân vừa thì on ấy, hôm nay trai chỉ cao ấy được làm đây. Còn ai trả cho em present của bạn, cả past của bạn, cả future của bạn or which you work which you work up anh hả thì còn đây chẳng khánh và sẵn dạy nên trả cho em present của đó past của đó, future của đó work and love cái loại bên đi cứ trao tay chia chưa răng của đại work that trả gọi bên đi cứ chưa răng của đại trao tay chia work ing mình cài phải thì ok, chẳng mà đoàn tiếp cứ chia like you love, you hate, you enjoy, you start. Hai cái thì là mỗi cái cứ cái thứ begin. Nó phải begin này thì mà begin. Begin. Begin, began, began. Begin, began, began. Begin, began, began. Cái cái begin, rồi cái began, rồi began này. Dùng phải hả? Chắc bắt đầu. Smart cái hả? Start được cái gì? Start. Rồi cái thứ begin. To start the begin. Chẳng tầm rộng viết đôi khi cứ to start doing something rồi to begin doing something rồi thì ra đi chạp đảo mới ạ rồi ta ok rồi gọi thì ta Andrew ban chạp đảo
hình thú ban chập vào đó vua ca nó không có thể cầm chía ca tìm được hải môn rồi có hình thú ban chập vào đó vua ca nó có thể cầm chía cam chân em tìm quán phạm chắc mà như đảm ấy Andrew ban chập vào đó Andrew và ban chập vào đó thì kín như cơ chí bí vua phí cứ bí began about the bio to be began begin began began hay about the only quiz of that year regular verb for time đi mà trong phần past tense chứ này we irregular verb trong begin began began thì Andrew began working cái đi cái model bạn Andrew began working in 2010 Andrew began working in 2010. Bạn này đó. Andrew ban chấp đoàn thuê cá. Cá bị chân nắm. Pi bọn đọc. Nó chấp đoàn cá bị bọn đọc. Ok. Pi em mùi tiết. Bạn này biết. Keep. What does keep mean? Keep trong này dùng bài thằng. Bảo keep something. Mình dùng bài thằng xa tục với mùi. Nói bàn tay. À lấy ní. Dùng bài ở mình vừa. Rồi mình chưa ra được rồi. Keep là ní dùng bài thằng bằng tỏ. Nó nơi tại bằng to loại mùi chứ keep doing something ra bằng to thua vậy mùi ô tiêu tha sà là riết ban phá ạ mùi dĩa tại ôn ôn nơi tại bằng to sạc sạc chẳng sạc 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 đi đó là bằng to sạc sạc rồi keep studying keep studying họ thua ca work đó là bằng to thua ca thì ta chỉ keep working nơi dĩa talk đó là như thằng nâu tai dưới nơi tai bàn to này dưới keep talking rung chám wait đời cha đã nâu tai bàn to rung chám thì keep waiting pliếng rain đó là bàn to pliếng keep raining đó lớn như chào đam bậc cao bị vô con tê tiện keep đó ngay bậc cao vô keep bán thì đó there are schools are closed but students right like that but students keep learning. Schools are closed, but students keep learning. They keep learning at home or they keep learning online. Chẳng phải ra sau lá, ra bàn bật hơi bằng tay, sớt nơi tay bằng tố thôi cả, riêng sốt ở đây. Ok, phía trước bằng bấy, cứ phía là finish. What does finish mean? Finish chẳng phải ra. Bạn chọc, rồi cứ thua vầy muối, thua mùi hào, finish, thua vầy mùi hào. Bạn chọc, rồi cứ thua vầy mùi hào. Được chứ? Đọc, trong bài này thua vầy mùi hào, dương prai, prai bê đá. Finish, right? Finish doing something. Ở đây là, liệp chiếc, ở đây là liệp chiếc, paint the wall. Đây cho ta liệt chiếc hai ấy, finish painting the wall. Or and the phone, you're read the book. Đó là dương thầy and the phone cho phải. Finish reading the book. Mới tiếp đây là dương thầy thua homework, do homework. Đây thầy thua homework hai ấy, finish doing homework. Chị mạnh là hát dương cook food. Đó là thầy mạnh là hát ấy, finish cooking food. Đây có tiệt thầy. Cái mấy thì ra tả là dương bậc cao ví dụ nó gặp bạn ấy tả finish rồi thì là lên phần chủ mô là Mary and đây là Mary thế Mary
finish. Past tense, huh? Marie finish. Writing her essay. Marie finished writing her essay. An hour. Ago. 1 hour. 1 hour ago. Example, Marie finished writing her essays 1 hour ago. Marie finished writing her essay 1 hour ago. And then Marie, khi mình cho can say essay bằng tiếng, can pin bằng máu, mười máu một. Pia, bằng to cứ pia là quit, pia là quit. Quit kiếm phải là bỏ bỏng, tức là cho chạy, bỏ bỏng. Bỏ bỏng ở vầy mùi cháu kiếm phải pia, quit. Đây là bỏ bỏng tàn xá. Quit learning. Bỏ bỏng càng nghe cháu quit working. Bỏ bỏng càng thôi dùm luôn cháu cứ quit doing business. Ok. Cho đi ra quit. Bỏ bỏng. Bỏ bỏng càng thôi cháu. He what? He quit. Traveling to China is as well. He quit. He quit. Traveling to China. He quit traveling to China. Chẳng biết là quạt miền phần nào ông ta đã tới với địa chân. Phần nào ta đã mình là coronavirus tới. Có tổ bỏ bóng ca thương ná. Càng địa chân. Có tổ bỏ bóng ca thương ná chào. He quit traveling to China. He quit traveling to China. Biết thì đọng. Cứ biết ta stopped. Stopped. Stop right there. Chụp. Lên thôi thiệt hại. Chụp được lên thôi thiệt hại. Và đây là bà này. Đây là xong. Còn chỗ bà rầy. Chỗ là chết là cho slap hay làm storm cho chẳng này. Chẳng cho lần khảo nhóm cái đó. Quát màn gì thế. Nhóm chụp chỗ bà rầy hay. I stop smoking cigarette. Thì có nhóm chụp phạc xa hay. Chụp lên phạc xa thiệt hại. Mà mến chụp là bày thật tế cơ nó chụp. Được là lên thôi. Chứ stop doing something. Cho tôi là some stop drinking beer. Some stop drinking beer. John stop smoking cigarette. They stopped using drugs. Okay, chẳng nên chụp video clip mới đây. Mong hai những cái verb sáng tiếng đó. Đây là trao cá chưa ra nơi cái gì. Chẳng mà đọc tiếp. Verb tìm mối nguyên biệt hả? Biệt like, tìm bí, love, tìm bấy, hate, tìm muốn, enjoy, tìm bám, start, tìm bấm mối, begin, tìm bí, keep, tìm bấy, finish, tìm bấm, quit, thì đó chứ stop. Chẳng lý quan là những vợ đọc đời sầm mạnh sầm mạnh đều đọc những lượng và hai lần đọc này thì hai lần mình vợ trả tiết hai lần mình trái khi nhóm nâng còn hai lần bị vợ đại trên cả infinitive two bởi vợ lại bộ two bộ vợ bị gọi tiết bằng vợ và trên cả infinitive nâng trái bị tiết. Ok chẳng học quân trả sẵn ra cả tôi sẵn ra video này hãy chụp nếp sẵn ra video rồi.